Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về chiếc xe Toyota Cross phiên bản 1.8 HV màu trắng ngọc trai, nội thất màu đen. Và ngoài ra sẽ giới thiệu cho anh chị về giá bán của các phiên bản ở thời điểm tháng 2 năm 2023 này. Thì đầu tiên, trong khi giới thiệu về tổng quan, quay cho anh chị tổng quan của cái ngoại thất chiếc xe này, thì em sẽ giới thiệu cho anh chị về thông tin tổng thể của các phiên bản xe hiện có. Thì Cross được phân phối thị trường Việt Nam với 3 phiên bản 1.8G có giá niêm yết là 746 triệu. Thời điểm hiện tại thì em đang giảm cho anh chị là 29 triệu tiền mặt và ngoài ra tặng cho anh chị thêm gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Thì để lăn bánh chiếc xe này, anh chị chỉ cần chuẩn bị trước em chưa đến 800 triệu, khoảng 797 triệu. Còn nếu mà anh chị quan tâm để trả góp thì chỉ cần khoảng tầm 230 là có thể mang xe về được rồi. Còn phiên bản thứ hai là phiên bản 1.8V có giá niêm yết là 846 triệu. Hiện tại thì bên em đang giảm cho anh chị là 30 triệu tiền mặt. Và ngoài ra vẫn tặng cho chị gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Để lăn bánh chiếc xe bản V này ra ngoài đường thì anh chị chỉ cần khoảng nhỉnh hơn 900 một chút thôi. Khoảng tầm 906 triệu là có thể lăn bánh chiếc xe ra ngoài đường rồi. Còn phiên bản tiếp theo, còn nếu mà trả góp thì anh chị chỉ cần chuẩn bị cho em giúp em khoảng tầm 265 triệu thôi. Còn phiên bản tiếp theo, phiên bản trước mắt chúng ta đây, phiên bản cao cấp nhất, phiên bản sang điện thì bên em đang giảm cho anh chị là giá niêm yết là 936 triệu và giảm cho anh chị 17 triệu tiền mặt. Ngoài ra tặng cho anh chị một gói phụ kiện trị giá là 15 triệu. Thì để lăn bánh chiếc xe này ra ngoài đường thì anh chị cần giúp em là hơn 1 tỷ một chút, 1 tỷ 018 triệu đó thì lăn bánh chiếc xe ra ngoài đường rồi. Còn trả góp thì anh chị chuẩn bị cho em khoảng tầm 295 là có thể lăn bánh, đầy đủ phụ kiện bảo hiểm. Thì vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về cái giá bán tổng thể của 3 phiên bản Toyota Cross. Và sau đây thì em xin phép là giới thiệu cho anh chị về chi tiết nội ngoại thất chiếc xe Cross phiên bản xăng điện màu trắng ngọc trai và nội thất màu đen này. Thì xe Cross tất cả phiên bản đều có các tùy chọn về màu sắc như sau: màu trắng, màu đen, màu đỏ, màu bạc, màu bạc xanh, bạc màu xám xanh, màu nâu và màu đỏ. Còn nội thất thì sẽ có hai lựa chọn là màu đen và màu đỏ. Thì chiếc xe này nội thất sẽ là phiên bản màu đen và ngoại thất sẽ là màu trắng ngọc trai. Thì màu trắng ngọc trai này như Cross nói riêng và các dòng xe của Toyota nói chung, màu trắng ngọc trai sẽ cao hơn các màu khác là 8 triệu. Thì ở phần đầu xe anh chị sẽ thấy phần nổi bật nhất là những cái miếng mạ màu xanh nước biển này, đặc trưng của phiên bản xăng điện. Và ngoài ra thì ở phần trung tâm xe sẽ có cái logo 3D. Sau nó sẽ là một cái hệ thống radar để phụ trách cái chức năng là giữ làn đường, cảnh báo tiền va chạm, rồi hệ thống auto phá cốt trong cái cụm chức năng là Toyota Safety Sense được trang bị trên dòng xe Toyota Cross. Và bên dưới nó sẽ là cái mắt cam phía trước của trong cái cụm camera 60. Bộ đèn thì được trang bị là cụm đèn full LED. Và ngoài ra thì trong cái cụm đèn này cũng có một cái dải được mạ màu xanh nước biển. Còn ở phần thân xe, xe thì được trang bị là lốp mít và trang bị là la răng dạng phay xước, có kích thước là 18 inch ngang với cả dòng xe Camry luôn. Còn ngoài ra thì ở gương cũng được trang bị một cái mắt cam trong cái hệ thống camera 60. Ngoài ra thì đi đến phần hông xe này, ngoài thấy được cái thiết kế tổng thể của phần hông xe thì em sẽ giới thiệu luôn cho anh chị về một cái rất hay của cái dòng xe này là nó chỉ tiêu tốn có 4,62 lít trên 100 cây đường hỗn hợp. Thì nó chỉ cái mức tiêu thụ nhiên liệu nó tiết kiệm hơn gần gấp đôi so với những dòng xe bình thường, và cái công suất nó lại cao hơn so với cả dòng 1.8 máy thuần xăng. Cái giải tốc đầu của cái phiên bản xe hybrid này sẽ dùng cái máy điện của nó. Thì cái máy điện của nó mình sẽ không cần phải sạc pin cho cái hệ thống pin điện này, mà nó sẽ tự hấp thụ cái năng lượng của máy xăng cho cái hệ thống pin. Và khi nào xe tăng tốc hoặc là cần dùng đến máy điện thì sẽ dùng năng lượng từ pin đã tích trữ được để kết hợp với cả máy xăng, hoặc là một mình máy điện là sẽ phụ trách cái động cơ. Tuy nhiên là
cái dòng xe này thì cái mức độ tiêu thụ nhiên liệu nó sẽ tiết kiệm được gần gấp đôi so với cái dòng xe bình thường. Tuy nhiên là cái chi phí đầu tư ban đầu nó cũng sẽ khá là cao so với cả bản xăng. Còn cái option cơ bản thì phiên bản này và phiên bản 1.8V máy xăng thì gần như là giống nhau. Còn ngoài ra thì em sẽ giới thiệu anh chị về cái nội thất của xe. Thì để giới thiệu anh chị cái nội thất của xe thì em xin phép sẽ đề máy lên. Như anh chị thấy nó chỉ kêu đúng một tiếng tít, và hiện tại em có thể là về đê và nhả phanh chân ra là xe có thể trôi đi luôn và không phát ra một tiếng kêu nào. Đây anh chị có thể thấy xe sẽ đi luôn, đi luôn mà không phát ra bất kỳ một tiếng kêu nào. Bởi vì là khi mà khởi động một cái giải tốc dưới khoảng 30 đến 40 thì máy của nó sẽ dùng là động cơ điện, không phát ra tiếng động. Và ngoài ra thì có một số cái hay khác sau. Anh chị thấy đây là nội thất màu đen, thì tất cả những cái miếng da ở cánh cửa này, cái miếng nhựa này, rồi cái miếng ốp da, ghế đều được là trang bị là màu đen. Còn nếu mà khi cái phiên bản màu nâu đỏ thì ghế da này và những cái miếng ốp da ở đây đều được trang bị ở thành là màu nâu đỏ. Đây là miếng bản nội thất thuần đen, cửa sổ trời. Màn hình thì rất là lớn. Ngoài ra thì bộ cụm điều hòa được trang bị là điều hòa tự động hai vùng. Có chế độ lái thuần điện này, chế độ lái xe và tắt trượt này. Còn bên này có đèn tự động này, có cái cụm điều khiển chức năng tua safety sense, có gạt mưa tự động, có auto pha cốt này, điều chỉnh đèn, có cụp gương tự động này. Rồi có tự động cái chỉnh cái lòng gương khi lùi. Tự động chỉnh lòng gương khi lùi. Đó, em vừa vào số lùi đó. Và ngoài ra nữa nó có cảnh báo điểm mù trên gương này. Và cái một cái đặc biệt nữa là cái camera 60 của dòng xe này rất là nét. Rất là nét luôn. Nét nhất trong các dòng xe của Toyota hiện tại. Thì vừa rồi em đã giới thiệu cho anh chị về cái nội ngoại thất của chiếc xe Toyota Cross phiên bản xăng điện, cũng như là giới thiệu anh chị về cái giá bán của xe. Thì anh chị nào quan tâm đến các vấn đề như là trả góp hay lịch xe hay giá xe hay tất cả phiên bản nào khác của Toyota Cross thì có thể liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Xin phép hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.